Quý khán giả và bà con cử tri đang đến với chuyên mục Tiếng Nói Cử Tri. Chuyên mục này đang được phát trên kênh TTV11 của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tayninhtv.vn. Quý khán giả và bà con cử tri cũng có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải sinh hoạt vì sao chưa có nhiều chuyển biến? Đây là chủ đề tọa đàm của chương trình Tiếng Nói Cử Tri kỳ này và cũng là câu hỏi đã được rất nhiều cử tri gửi tới các đại biểu Hội đồng dân của hai cấp tỉnh và huyện ở nhiều kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng dân của hai cấp. Vậy nguyên nhân của việc xử lý rác thải sinh hoạt chưa có nhiều chuyển biến là do đâu? Trách nhiệm của các đơn vị là ra sao? Giải pháp căn cơ nào với tính khả thi cao để khắc phục tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi? Để giải đáp các câu hỏi đó, chương trình Tiếng Nói Cử Tri kỳ này sẽ có buổi tọa đàm với các vị khách mời đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Tây Ninh và Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trảng Bàng. Tham gia buổi tọa đàm hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. Bà Trần Thị Ly Lan, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Trải, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trảng Bàng. Xin cảm ơn các vị khách mời đã sắp xếp thời gian tham gia chương trình Tiếng Nói Cử Tri ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi clip do tổ phóng viên chương trình vừa thực hiện. Xử lý rác thải sinh hoạt là vấn đề không mới. Tuy nhiên, nó vẫn là câu chuyện liên tục được nhắc tới. Tình trạng các gia đình tự xử lý rác không đúng quy định, nhất là việc vứt rác bừa bãi ra hai ven đường, khu đất trống vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Đây là những hình ảnh mà tổ phóng viên chương trình Tiếng Nói Cử Tri ghi nhận và phát sóng trong chương trình Tiếng Nói Cử Tri ngày 18 tháng 7 năm 2019. Dọc quốc lộ 22B gần chùa Gò Kén, một đống rác lớn như thế này. Tại chân cầu Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, rác thải được xả bừa bãi dọc hai bên chân cầu, dù xung quanh rất ít người dân sinh sống. Tại đường An Bình, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, đoạn từ ngã tư An Bình hướng về phía Long An, rác thải tràn ngập chân cầu. Hai bên đường chất thành từng đống, gồm đủ loại với nhiều bịch lớn nhỏ, bốc mùi hôi thối. Tuyến đường này lại nằm ngay trên khu công nghiệp Trảng Bàng, nên hút một lượng người và xe qua lại rất lớn. Tại đường DT781 đoạn qua xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, rác được tập kết thành dải như thế này, lâu ngày mới được vận chuyển nên bốc mùi hôi thối. Sau hơn 4 tháng, tổ phóng viên có quay lại những điểm trên mà tình trạng rác thải được vứt bỏ vẫn còn diễn ra, thậm chí còn phát sinh thêm nhiều điểm mới. Và đây là những hình ảnh mà tổ phóng viên ghi nhận được vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019. Tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, ven quốc lộ 22B. Đống rác thải sinh hoạt gần chùa Gò Kén, ven quốc lộ 22B vẫn hiện hữu, dù xung quanh rất ít người dân sinh sống. Cũng dọc quốc lộ 22B, nhưng tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, vẫn tồn tại đống rác to như thế này. Tại cầu Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tình trạng rác thải được vứt tràn lan hai bên chân cầu vẫn tồn tại. Phía trên đống rác vẫn to lớn và bốc mùi hôi thối. Biển cấm đổ rác vẫn được cấm ở đây từ trước tới nay. Tại đường An Bình, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, đoạn từ ngã tư An Bình hướng về phía Long An, rác thải vẫn tràn ngập, xuất hiện rải rác và chất thành từng đống lớn ven đường dọc phía bên gần khu công nghiệp. Như vậy có thể thấy, tình trạng rác thải vứt bừa bãi vẫn còn tồn tại và chưa có nhiều sự chuyển biến.
Quý vị khán giả, bà con cử tri và quý vị khách mời vừa xem xong clip mà tổ phóng viên chương trình ghi nhận lại được. Những hình ảnh trong clip vừa rồi đã để lại trong chúng ta nhiều suy nghĩ. Thưa ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, thì tình trạng rác thải vì sao vẫn còn vứt bừa bãi ở một số đô thị và vùng nông thôn, và nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Vấn đề mà cái tình trạng rác thải sinh hoạt ở đô thị cũng như là các vùng nông thôn có lúc có nơi vẫn còn vứt bừa bãi, thì cái nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta phải nói rằng là trước tình hình mà kinh tế xã hội phát triển, đời sống của người dân không ngừng nâng cao, thì nó kèm theo là cái vấn đề mà rác thải sinh hoạt ngày càng tăng. Trong khi đó cái lực lượng về bảo vệ môi trường nói chung còn thiếu ở nhiều cấp, do đó là có lúc chưa theo kịp được cái sự phát sinh cũng như là cái tính chất phức tạp về môi trường trên địa bàn, trong đó có vấn đề rác thải sinh hoạt. Vấn đề thứ hai tôi nói là ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện các cái quy định về xả thải rác vẫn chưa thành thói quen, nếp sống, chưa thật sự chủ động tự giác của một bộ phận dân cư. Và công tác xã hội quá là hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chúng ta đã triển khai nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao. Rồi chưa xây dựng được một mạng lưới thu gom chất thải rắn đồng bộ, tức là những cái địa bàn tập trung ở những đô thị, khu trung tâm, các cái tuyến đường chính thì có cái thu gom, hàng ngày, còn ở các cái khu dân cư xa không tập trung thì chưa tổ chức được, và cái vấn đề xử lý vấn đề rác ở khu vực này chưa triệt để. Và các cái đơn vị thu gom mà xử lý rác thải sinh hoạt tại một số huyện thì chưa đảm bảo theo cái tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện cái dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh theo quy định của ban tỉnh. Rồi các tổ chức cá nhân trúng thầu thì khi mà thu gom thì cái trách nhiệm của họ thì họ chịu thu gom những cái tuyến đường, những cái nhiệm vụ được ghi trong cái hợp đồng, và do vậy những cái điểm mà rác mà tự phát thì vấn đề mà do địa phương là chậm phát hiện như là chậm xử lý. Và vấn đề mà khi mà xử lý vậy là vấn đề kinh phí nó nằm ngoài hợp đồng, thì cái phía mà đơn vị mà thu gom thì có thể người ta có thể hỗ trợ chừng mực, nhưng mà nó quá nhiều thì đúng là người ta cũng quá tải. Đó là một trong những nguyên nhân mà thu gom là nó không có triệt để trong thời gian qua. Rồi ủy ban dân cấp xã, phường, thị trấn thì cũng chưa quyết liệt trong cái biện pháp mà xử lý với các cái hành vi vi phạm vấn đề vứt xả rác ra ngoài môi trường, tức là ở đô thị cũng như ở cống rãnh, thì cái thẩm quyền được quy định tại điều 20 nghị định 155 ngày 18 tháng 1 năm 2016 của chính phủ về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có những quy định rất rõ về những hành vi về xả rác thải. Qua phần trả lời vừa rồi của ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao mà rác thải sinh hoạt vẫn còn vứt thải tràn lan. Thì thưa ông Sơn, thời gian qua ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhà cũng đã đề ra nhiều giải pháp trong việc thu gom nè, xử lý vận chuyển rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên thực trạng này vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Như vậy thưa ông thì có thể nhận định tính khả thi của những giải pháp này ra sao, và trách nhiệm là thuộc về đơn vị nào? Còn trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với cái vấn đề này là sao ạ? Trong thời gian qua, Ủy ban nhân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu các văn bản vi phạm pháp luật cũng như là tình hình thực tế của địa phương để ban hành một số cái văn bản chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn thực hiện các công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Cụ thể như là đã ban hành cái văn bản vi phạm pháp luật về quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030. Ngoài ra đã ban hành các văn bản chỉ đạo chất thải trên địa bàn tỉnh, trong đó có vấn đề rác thải sinh hoạt. Cụ thể như công văn số là 392 ngày 5 tháng 3 năm 2019, công văn số 1614 ngày 30 tháng 7 năm 2019, công văn số 2312 ngày 16 tháng 10 năm 2019, trong đó là phân công trách nhiệm quản lý chất thải rắn rất là cụ thể. Và qua cái công văn trong năm 19 là ban hành 3 công văn chỉ đạo, cho thấy là Ủy ban tỉnh rất là quan tâm và chỉ đạo ráo riết trong vấn đề này. Là cụ thể là như là phân công như Sở Tài nguyên Môi trường thì chịu trách nhiệm về vấn đề rác thải nói chung, là Sở Y tế là chịu trách nhiệm về vấn đề rác thải y tế, Sở Xây dựng là chịu trách nhiệm về rác thải đô thị, rác thải xây dựng, Ủy ban dân các huyện thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nhất là để phát sinh các bãi rác, đống rác, điểm tập kết rác tự phát làm mất mỹ quan, xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý. Công an tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý để xử lý vấn đề phức tạp xảy ra tại các cái đơn vị xử lý chất rắn, chất thải rắn, không để là xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Và trong năm qua thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường đã tiến hành cùng các cái sở ngành, ngành đoàn thể của tỉnh kiểm tra 2 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh,
Thì qua đó là sở cũng đã tham mưu ủy ban tỉnh các văn bản chỉ đạo kịp thời, và cũng như là thông qua các cái điện thoại đường dây nóng, khi mà được thông tin của bà con cử tri thì sở tài nguyên môi trường cũng chuyển thông tin hoặc trực tiếp tham gia xử lý các cái điểm mà rác mà nó mới phát sinh. Thì nói chung thì cũng xử lý là có thể là cũng rất là nhanh, nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn được cái nhu cầu của người dân. Thì vấn đề này trong thời gian tới là các sở ngành, là sở tài nguyên môi trường cũng cùng các sở ngành sẽ cố gắng thêm để mà nó đạt được như cái mong muốn của bà con cử tri. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh. Thưa ông Nguyễn Văn Trãi, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trảng Bàng, thì trong cái clip phóng sự vừa rồi chúng ta thấy là có một cái đoạn phản ánh về tình trạng rác thải là vứt bỏ dày đặc ở dọc hàng rào khu công nghiệp Trảng Bàng nè, rồi gian tuyến đường An Bình thuộc xã An Tịnh huyện Trảng Bàng. Thì lý giải của ông về vấn đề này là như thế nào ạ? Trước tiên thì xin trả lời cái vấn đề rác thải ở khu vực xung quanh khu công nghiệp. Thì hiện nay hình thành cái khu công nghiệp thì toàn bộ dân cư là nó có kinh doanh cái mức độ rất lớn, do trên cái tuyến đường này nó hình thành các cái điểm chợ, điểm tập trung, thì cái khâu mà xả rác hàng ngày nó xảy ra. Tuy nhiên thì hiện nay cái vấn đề mà quản lý rác thải ở dưới địa phương nông thôn, xã nông thôn thì nó chưa có cái cơ chế là chúng ta thực hiện cái cấp bù, do đó mà cái xã hội hóa tự thu ở các cái đơn vị thu gom. Thời gian qua thì cũng chưa tốt, nhưng đứng về phía huyện thì cũng tăng cường cái công tác chỉ đạo là thực hiện quyết liệt cái này. Bên cạnh đó thì song song đề nghị ngay chỗ cái ban quản lý kinh tế là còn để cái khu đất đó chúng ta chưa có làm được cái mặt bằng cũng như là cái vỉa hè sạch sọt, cho nên nó hình thành những cái điểm đóng khuất, nó tạo đi cái môi trường nó không tốt. Thì song song cái này thì trong thời gian vừa rồi huyện có cái kế hoạch thực hiện với tỉnh phối hợp để chúng ta làm cho nó gọn cái này. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác chỉ đạo cho ủy ban dân xã An Tịnh là thực hiện cái trách nhiệm cái đơn vị nhà thầu thu gom thường xuyên công bố cái lịch, có cái cách quản lý đơn vị nâng cao cái tinh thần trách nhiệm mà thu theo cái mức độ. Tuy nhiên thì nó cũng khó khăn là cái cơ chế mà thu hiện nay ở dưới các cái hộ đó thì hiện nay cái khối lượng mà đưa vô xử lý nhà máy rác thì cái đơn giá rất là cao, nhưng mà cái mức thu phí thì không bù đắp được cái này. Về kinh phí ngân sách của xã nó cũng bị eo hẹp cái này, do đó mà nó không đảm bảo được cái thường xuyên. Cho nên cái cách giải quyết cuối cùng của huyện là xem xét là cái năm 20 để sau khi mà cái đô thị hóa nó có thể là đưa vô cái hệ thống đấu thầu hay lựa chọn cái nhà thầu cho nó đảm bảo tương đối. Xin cảm ơn phần trả lời của ông Nguyễn Văn Trãi. Thưa bà Trần Thị Ly Lan, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, thì bà có thể cho biết tình trạng là thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn các xã phường ở thành phố là như thế nào, và những khó khăn bất cập trong việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn là ra sao ạ? Thì cũng xin thưa thì tức là hiện tại thì đối với địa bàn thành phố thì cũng tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý rác thải thì theo quy định thôi. Thì thứ nhất là về công tác thu gom và vận chuyển thì đã được ủy ban nhân dân tỉnh là cho chủ trương là đặt hàng đối với công ty mà có năng lực để thực hiện việc thu gom. Còn đối với việc xử lý thì hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có hai được quy hoạch hai địa điểm để mà xử lý rác thải. Thì hai đơn vị là công ty cổ phần môi trường xanh và công ty Quê Phương. Thì đối với thành phố thì trực tiếp sự ký hợp đồng với công ty công nghệ môi trường đó, thì công ty đó thì thời gian qua thì cũng đã làm tốt cái việc xử lý đúng theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Thì trên địa bàn thành phố hiện nay thì không còn cái điểm tập kết rác, chỉ là tạm thời là trong ngày là sẽ được xử lý vận chuyển đi đó. Thì về bất cập thì hiện nay là đối với một số xã thì cũng còn vị trí vứt rác bừa bãi, thì đó là khó khăn. Thì hiện tại thì thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cho các phường xã là tổ chức vận động người dân đăng ký để thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Xin cảm ơn phần trả lời của bà Trần Thị Ly Lan. Thưa ông Nguyễn Văn Trãi, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trảng Bàng, thì như ông đã nói thì trên địa bàn huyện Trảng Bàng hiện nay là có rất nhiều khu công nghiệp thu hút một lượng lớn công nhân đến làm việc. Vậy thì thực trạng của việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các xã phường là như thế nào? Và ủy ban huyện đã hỗ trợ gì trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải ạ?
Thì hiện nay trên địa bàn huyện đó là vấn đề sự nghiệp môi trường mình có theo cái văn bản thực hiện từ trước tới giờ là nó có tổ chức thực hiện. Đối với khu vực đô thị thì nó phạm vi quản lý rác thải đô thị thị trấn thì nó giao cho một cái đơn vị phòng đô thị, phòng kinh tế hạ tầng quản lý. Còn đối với các cái xã nông thôn là lĩnh vực sự nghiệp môi trường do phòng tài nguyên quản lý, mà các xã thực hiện cái cân đối ngân sách để mà giải quyết cái sự nghiệp môi trường. Tuy nhiên trong thời gian qua cái vấn đề mà rác thải ở các xã nông thôn nó có những cái tồn tại hạn chế thì huyện có hỗ trợ một cái kinh phí ngân sách để mà giải quyết cái sự nghiệp môi trường này, tăng cường cái xử lý cũng như là cái công tác kiểm tra. Thì hiện nay đối với các xã thì thực hiện cái chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia cũng như là cái chỉnh trang đô thị để mà hướng tới quy hoạch cái đô thị thị xã Trảng Bàng, thì ủy ban huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện riết cái này trong cái công tác mà cũng quyết liệt thực hiện thường xuyên cái vai trò kiểm tra tuần tra rồi xử lý các cái vi phạm chính. Cụ thể thì trong năm vừa rồi cũng có xử phạt mấy chục triệu đó. Thì đối với những cái người mà vi phạm hành chính, hiện nay thì cái tình trạng vứt rác của cái xã nông thôn mà khu vực cánh tay có cái tồn tại trước đây thì huyện cũng chấn chỉnh thực hiện tốt. Tuy nhiên thì nó cũng còn xảy ra một số cái tuyến đường do cái sâu với khuya phức thì nó hình thành được những cái điểm tự phát, thì cái này cái trách nhiệm của địa phương thì cũng tăng cường cái này, cũng có cái kế hoạch xử lý. Để căn cơ cái này thì mình phải có một cái giải pháp là lựa chọn đơn vị nhà thầu, đồng thời là thực hiện theo cái lịch thu gom. Nhưng mà khó khăn nhất của địa phương thì do cái ta không có bắt buộc, thì có các hộ đóng tiền thì nó hoàn tất được cái khu trục chính thì thu rất là tốt, nhưng mà đối với những cái khu lân ở nông thôn thì không có bắt buộc tự xử lý. Nhưng mà những cái này thì thường thường là một bộ phận thiếu ý thức của người dân là người ta vứt rác bừa bãi. Thì cái này thì tăng cường cái trách nhiệm cộng đồng của khu dân cư cũng như là cái vai trò của địa phương đó là tích cực cái này. Mình nâng cao cái trách nhiệm của nhà thầu là vận động để thuyết phục họ thu phí, xử lý tốt. Vấn đề thứ hai của xã nông thôn thì hiện nay là đi vô mà cái hợp đồng được cái đơn vị xử lý rác thì rất là khó khăn. Cái đơn vị mà thu gom cũng không có đảm bảo được cái chức năng mà đấu thầu. Thì quy định của cái dịch vụ công ích này là nó có những cái quy trình của nó, tình thử ra đối với các cái xã này nó gặp vướng cái này. Hướng huyện thì năm 2020 sẽ tổ chức cái 6 phường để mà tính toán cái đấu thầu theo cái dịch vụ công ích. Còn lại các xã nông thôn thì huyện sẽ hỗ trợ trong cái công tác xử lý xử lý cái rác thải sinh hoạt ở những cái nơi tập trung xử lý. Địa bàn Trảng Bàng thì không có cơ sở xử lý, nhưng mà cái hướng quy hoạch đầu tư thì Trảng Bàng đang kêu gọi chắc cũng có bố trí hình thành được những cái quy hoạch để mà tìm ra cái đối tác làm nhà máy rác, rồi nó giảm được cái chi phí cho người dân. Theo phân cấp quản lý, để xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, trách nhiệm của chính quyền địa phương là ra sao? Giải pháp nào để hạn chế tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp? Câu hỏi này xin được gửi đến ông Nguyễn Văn Trãi, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trảng Bàng. Cái việc phân cấp quản lý rác thải vệ sinh môi trường được phân cấp cho địa phương phụ trách theo cái lĩnh vực sự nghiệp môi trường của ngành tài nguyên môi trường. Thì vấn đề rác thải môi trường hiện nay là cái trách nhiệm chung của cả cái cộng đồng. Mọi người trong cái xã hội phải cùng chung tay ý thức để thực hiện mới có cái hiệu quả tốt được. Tuy nhiên thì ở địa phương nào không quản lý tốt để xảy ra cái tình trạng mà xả thải rác bừa bãi thì thuộc cái trách nhiệm của địa phương đó phải có một cái giải pháp khắc phục có hiệu quả. Đòi hỏi thì mỗi địa phương phải có một cái kế hoạch quyết liệt thường xuyên tăng cường tuyên truyền trong cái cộng đồng dân cư, tăng cường cái tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra xử lý nghiêm công khai các cái trường hợp vi phạm vứt rác bừa bãi gây cái ô nhiễm môi trường để giáo dục tạo ra được cái nhận thức cho cái người dân. Vấn đề thứ hai thì cái trách nhiệm của huyện sẽ có cái kế hoạch để mà
chấn chỉnh thu gom trong cái công tác thời gian lâu dài, căn cơ là chúng ta phải tạo được cái đơn vị thu gom nó có cái tính ổn định. Nhưng mà cái mang cái tính rác đó, nó có những cái vấn đề khó khăn của nó, thì huyện sẽ có cái giải pháp để tháo gỡ cái này. Trong cái công tác đấu thầu cũng vậy, là nó quy định theo cái hồ sơ thống kê cũng như là đăng ký cái năm rác, nhưng mà cái rác mà giữa cái giao chuyển cái hai cái đơn vị rất là khó khăn, cho nên huyện trong thời gian vừa qua thực hiện công tác đấu thầu cũng đang vướng cái này, do đó là sẽ có cái kế hoạch để làm lâu dài, tạo cái tính ổn định trong cái dân cư cũng như là cái người đó có cái kinh nghiệm, giải pháp thực hiện cái đấu thầu thu gom cho nó ổn định. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con cử tri, so với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thì việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Tây Ninh được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cử tri trên địa bàn thành phố phản ánh về tình trạng đơn vị thu gom rác chưa thường xuyên để bốc mùi hôi thối. Thưa bà Trần Thị Ly Lan, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, thì lý giải của bà về phản ánh về vấn đề này là như thế nào? Và những giải pháp và kiến nghị của thành phố để cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong thời gian tới được tốt hơn đó là gì? Rồi thì tôi xin được trả lời thì đối với cái tình trạng mà rác chưa được thu gom xử lý thường xuyên á, thì hiện nay thì cũng có nhận được phản ánh của một số bà con cử tri đó, thì đối với phản ánh thì phòng cũng đã tổ chức làm việc với đơn vị thu gom, thì hiện nay theo kế hoạch thì một công tác thu gom đó là phải cách một ngày thu gom và một ngày nghỉ đó, rồi đối với các được tổ chức thì giờ cố định đối với từng tuyến đường, từng xã phường đó, thì hiện nay có một số do tình trạng là đơn vị thu gom có quy về cho một số đơn vị mà tổ thực hiện á, thì tình trạng mà cái tổ đó có bỏ ca thì cũng có xảy ra, dẫn đến tình một số địa điểm thì cũng xảy ra để tình trạng rác thải bốc mùi chưa xử lý triệt để, thì phòng cũng tham mưu thành phố thì cũng đã chấn chỉnh công tác này. Còn đối với vấn đề mà để hạn chế mà việc thu gom xử lý rác mà bỏ rác không đúng nơi quy định á, thì phòng cũng tham mưu với thành phố là chỉ đạo các phường xã thì tiếp tục vận động người dân đăng ký thu gom rác, và có những điểm vị trí tập kết rác tạm thời để người dân xử lý, rồi trong ngày sẽ được vận chuyển đến nơi xử lý đúng theo quy định. Cảm ơn phần trả lời vừa rồi của bà Trần Thị Ly Lan. Thưa ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, thì trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có những giải pháp gì để tháo gỡ những khó khăn, từng bước thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải được tốt hơn để đây không còn là vấn đề bức xúc của nhiều cử tri nữa? Mà để cho công tác quản lý và chất thải rắn trong thời gian tới được tốt hơn, thì cái giải pháp chung nhất là phải đồng bộ từ cơ chế, chính sách, rồi có sự chung tay của cả cộng đồng, người dân và cả tổ chức chính trị xã hội vào cuộc. Họ phải đảm bảo được cái nguồn kinh phí để mà thực hiện các công tác tuyên truyền cho người dân, rồi để ý thức được cái hành bảo vệ môi trường của mình đang sống, vận động rồi thay đổi tập quán thói quen xả rác thải tùy tiện, cũng như là việc tăng cường nguồn nhân lực để quản lý về số lượng, chất lượng và cũng như là cái kiểm soát chặt chẽ vấn đề chất thải rắn, trong đó có chất thải rắn sinh hoạt. Còn các cái giải pháp mà nó cụ thể hơn thì tôi qua cái tình hình thực tế vậy, thì đứng về phía ngành thì đề xuất một số cái giải pháp như sau. Một là rà soát và xây dựng cơ chế chính sách xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Hai là củng cố công tác tổ chức hoạt động thu gom, bổ sung nhân lực và phương tiện thu gom, chẳng hạn như là xe chuyên dụng, xe tẩy tay, thùng đựng rác, nhằm nâng cao tần suất thu gom và đáp ứng được cái việc thu gom các hẻm nhỏ bằng các thiết bị phương tiện phù hợp. Rồi một cái giải pháp khác như là đẩy mạnh công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, là mình xem trọng cũng như là ưu tiên cho việc đầu tư cái công nghệ, là các xử lý công nghệ tiên tiến, tăng cường tái chế sử dụng rác thải, hạn chế vấn đề chôn lấp, đẩy nhanh các dự án đầu tư xử lý rác thải tập trung đã được tỉnh cho phép,
thu hồi các dự án đầu tư chậm hoặc là không hiệu quả. Rồi một cái giải pháp tiếp là xây dựng cái giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo cái hình thức là giá dịch vụ do nhà nước định giá phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Đặc điểm văn hóa của vùng miền đảm bảo được chi phí cho hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn tại địa phương nhằm giảm bớt cái gánh nặng cái phần cái chi ngân sách. Cụ thể là xây dựng cái lại cái giá dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo cái quyết định số 65 năm 2016, chúng ta sẽ trong năm 2020 là sẽ tham mưu ban hành quyết định để thay thế quyết định 65 này. Một giải pháp kế tiếp là triển khai thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp là chôn lấp đổ rác thải rắn thông thường không đúng nơi quy định và kịp thời khen thưởng động viên các tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác sinh hoạt. Và cuối cùng là cũng là cái công tác mà thường xuyên chúng ta phải thực hiện, đó là cái tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân các xã biên giới có mật độ cao tự nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường có trả phí để đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Ngoài việc đa dạng ở hình thức tuyên truyền, cần phải tăng cường sự hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác hoạt động tham gia đóng phí vệ sinh, lồng ghép cái hoạt động vệ sinh môi trường với các nội dung thi đua khen thưởng địa phương. Đồng thời chúng tôi cũng kiến nghị là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia phát động các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường từ khu vực nông thôn, thành thị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. Và các sở ban ngành tỉnh là tiếp tục thực hiện công tác quản lý chất thải rắn theo chức năng nhiệm vụ và các văn bản chỉ đạo như tôi vừa nêu ở trên. Một cái kiến nghị nữa là ban chỉ đạo nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh cần kiên quyết đối với những xã đã đạt cái chuẩn nông thôn mới nhưng mà chỉ tiêu môi trường không duy trì hàng năm. Ủy ban dân cấp xã thì cần phải sâu sát quyết liệt hơn trong cái việc mà phát hiện và xử lý các cái hành vi vi phạm xả thải không đúng theo quy định theo cái thẩm quyền như vừa trình bày ở cái lúc nãy. Và trong thời gian qua thì cái đánh giá chung lại trong thời gian qua thì các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp quản lý, về cơ bản nó đạt được những kết quả là nhất định. Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt là nói chung theo tôi thì có rất nhiều chuyển biến nhưng mà nó chưa đạt được cái theo những cái mong đợi của người dân. Do đó là các ngành, các cấp trong thời gian tới là cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để mà thực hiện mà cái tốt cái công tác quản lý chất thải rắn, trong đó có vấn đề chất thải rắn sinh hoạt. Xin cảm ơn ông Trần Minh Sơn. Thưa quý vị và bà con cử tri, qua phần tọa đàm vừa rồi của các vị khách mời, chúng ta có thể thấy rằng việc rác thải sinh hoạt còn dứt bừa bãi, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trách nhiệm của ngành chức năng, chính quyền địa phương trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt thì đã rõ. Tuy nhiên, trách nhiệm của người dân trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hay nói rộng hơn là bảo vệ môi trường thì đang còn bỏ ngỏ. Chủ yếu vẫn là ý thức chưa được nâng cao. Để có một môi trường xanh sạch đẹp, thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Ngành chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường xử phạt, hỗ trợ người dân trong vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Thưa quý vị, đến đây thì phần tọa đàm hôm nay cũng xin được phép khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm. Thưa quý vị và bà con cử tri, kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh Tây Ninh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được diễn ra từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12 năm 2019. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh sẽ báo cáo Hội đồng dân tỉnh kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Hội đồng dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết, xem xét các báo cáo của Hội đồng dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh, báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Kỳ họp thứ 14 cũng tiến hành chất vấn và xem xét báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng dân tỉnh đối với Sở Tài chính, Sở Giáo dục đào tạo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời bầu bổ sung ủy viên Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Thông tin chi tiết về kỳ họp thứ 14 sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình Tiếng nói cử tri kỳ tới, phát vào lúc 20 giờ 10 phút thứ năm tuần sau, ngày 5 tháng 12 năm 2019. Mời quý vị và bà con cử tri đón theo dõi. Thưa quý vị và bà con cử tri, chuyên mục Tiếng nói cử tri kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con cử tri đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.